Trang Hải mến chào bà con gần xa đã trở lại trên kênh YouTube Nhà đẹp Trang Hải. Và hôm nay Trang Hải quay lại cái nhà và dãy nhà 7 căn để cập nhật những căn còn và những căn đã bán rồi cho bà con mình dễ tham khảo nha. Phía trước mình á một cái căn đầu và sau lưng mình có 6 căn phía sau, nhưng hiện tại Trang Hải chỉ còn có 2 căn thôi, là căn số 4 và căn số 5 này với mức giá tổng toàn bộ đúng 410 triệu, không phát sinh bất kỳ chi phí. Trước mặt bà con là phía trên chủ nhà đã làm nguyên một mặt giải nè, làm mái hiên mái che hết rồi cho anh chị bà con về khỏi tốn tiền làm thêm luôn. Thì nay là ngày lễ nè, như bà con nhìn thấy những cái hộ dân về ở hết tráo rồi, thì diện tích căn nhà của mình ngang 4 mét dài 6 mét, được xây một cái gác suốt nhà rất rộng rãi cho nhiều thành viên trong cả 4 người mình trong gia đình mình ở là quá ok luôn. Với mức giá bán tổng toàn bộ đúng 410 triệu, không phát sinh bất kỳ chi phí. Và từ căn nhà của mình, bà con mình di chuyển ra quốc lộ 1A cũng ngay chợ Gò Đen đâu đó tầm chỉ có một cây số thôi, và đối diện qua bên đường mình có 3 khu công nghiệp lớn luôn, để cho anh chị bà con mình thay đổi công việc hay mình đang ở trọ lên quanh cái khu vực này muốn tìm căn nhà để mình nằm lên cư an cư lạc nghiệp là quá ok luôn, rất là tuyệt vời luôn. Rồi sau đây mà bà con cùng Trang Hải vào khám phá chi tiết căn nhà. Thì ngoài lớp cửa chính hai cánh, bên đây chủ nhà có thêm một cái lớp cửa sổ cũng cửa sắt hai cánh, cứ gần lực là phía sau trong mình có song sắt rất là an toàn luôn. Và mặt trước của nhà mình thì chủ nhà lót rất là cao ráo luôn, mà con nhìn thấy nè, khoảng 1m4 luôn, rất là sạch sẽ luôn. Rồi cái cốt nền của mình á đây rất là cao so với mặt đường, mà Trang Hải cũng cam kết bà con mình có khu vực mình là không bao giờ ngập lụt luôn, quá là tuyệt vời luôn. Rồi sau đây mời bà con cùng Trang Hải khám phá chi tiết căn nhà. Thì cửa chính vào nhà mình vẫn là cửa sắt kính cường lực, có song sắt phía trong luôn. Bà con mình về chỉ cần lắp thêm vài bộ rèm nếu mà cần thiết, Trang Hải sẽ tặng bà con luôn. Và đây là toàn bộ không gian các phòng khách mình nè. Nói chung là lớn, không phải lớn mà nhỏ, không phải nhỏ, phù hợp cho anh chị bà con mình. Trước giờ mình đang ở trọ mình có dư vài trăm triệu, mình muốn tìm căn nhà để làm nơi an cư lập nghiệp, nó gần trường học, gần công ty xí nghiệp là quá ok luôn. Cốt nền lót cũng rất là sạch sẽ, bóng gạch men 60 nha anh chị bà con. Cuối nhà mình có không gian bếp nhỏ gọn xinh xinh, cũng tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Tủ này thì nó rất nhiều ngăn nhiều học và bằng nhôm nha anh chị bà con. Gọn nhẹ bền chống với mọt quá đó ok tuyệt vời luôn, cũng vậy luôn. Bếp dưới cũng vậy luôn. Mặt bếp cũng lót rất sạch sẽ cũng như tường xung quanh này bà con nhìn thấy nè. Đó, lót cũng rất sạch sẽ luôn. Có rất nhiều ổ điện chợ cho anh chị bà con về sử dụng thiết bị điện thêm không gian bếp mình nha. Và nước ở đây mình thì chủ nhà xài là nước thi cục 100%, nhưng mùa này là mùa nắng nè bà con, mình thấy tất cả những chỗ đều cấp nước, tại mình là được cái gần chợ cho nên là nước mình là rất là mặn luôn, khỏi sợ bị hụt nước luôn. Dạ, phía bên tay trái Trang Hải có một cái nhà vệ sinh, từ nền gạch cũng lót gạch nhám bông chống chân chợ, tường thì gạch cũng đã ốp rất là cao ráo và trang bị cũng đầy đủ trang thiết bị vệ sinh cơ bản cho nhà mình luôn. Và cửa nhà vệ sinh của mình á thì làm bằng nhôm và phun mờ để sử dụng mình riêng tư và kín đáo luôn. Rồi tiếp theo á là cái chỗ này cũng có ống cấp ống xả, đây cái khoảng này bà con mình về mình lắp đặt thêm cái máy giặt, còn kế bên này ô điện mình lắp thêm tủ lạnh, cái khoảng cầu thang của mình là rất cao ráo rộng rãi. Còn nếu bà con mình thêm cái nữa, mình về mà làm thêm hốc tủ nhỏ nhỏ để mình để những cái vật dụng mình thường ngày xài là cũng quá ok luôn. Sau đây mời bà con cùng Trang Hải khám phá chi tiết trên cái gác suốt của mình. Cầu thang thì làm mặt tay vịn bằng sắt hộp nè, có song sắt nè, cũng như những bậc cầu thang á, những cái dĩ mình đi á, chủ nhà làm bằng sắt dĩ cho anh chị bà con mình dễ dàng di chuyển lên cái gác lầu suốt của mình luôn. Và đây là toàn bộ không gian nguyên cái lầu suốt của mình nè, rất rộng rãi thoải mái, gạch nền gạch cũng lót rất sạch sẽ. Nếu gia đình mình mà 4 thành viên mà có con lớn thì mình có thể ngăn làm 2 phòng cũng quá ok luôn. Hệ thống trần cũng cao ráo, điện cũng đầy đủ luôn. Và căn này gác suốt mình chủ nhà có làm thêm một cái lớp cửa sổ 4 cánh để anh chị bà con mình nóng nực mình có thể mình mở mình lấy gió lấy sáng. Phía trước mình thì mình đã điều điểm đặc biệt của dãy nhà mình, phía trước mình không đâu mặt với ai luôn, cho nên không khí rất là thoáng mát luôn nha anh chị bà con. Và cuối cùng Trang Hải xin tổng hợp thông tin về căn nhà của mình nha. Nhà mình có diện tích ngang 4 mét dài 6 mét, xây một cái lầu suốt luôn. Và hiện tại cái khu dãy nhà 7 căn có địa chỉ Phước Toàn này á, nó chỉ còn có 2 căn duy nhất thôi, là căn số 4 và căn số 5 nha anh chị bà con. Với mức giá bán tổng toàn bộ chỉ đúng 410 triệu, không phát sinh bất kỳ chi phí. Nếu anh chị bà con mà thấy căn nhà này đẹp, phù hợp túi tiền, phù hợp với gia đình mình ở, muốn xem nhà thì có thể liên hệ với Trang Hải để mình xem nhà trực tiếp luôn ạ. Dạ rồi, Trang Hải xin chào và hẹn gặp lại bà con.